Xin kính chào toàn thể các bác. Tiếp tục em về thêm là cây cụ Check Neo 750. Đời này là cụ neo liền khối, côn dây nhôm dẹt và home exit là 2 inch. Con này thì cơ bản là trên thị trường là giá nó sẽ rẻ hơn. Là cây cụ một cái home exit của nó là có 1.4 inch thì nó sẽ 1.4 nó sẽ rẻ hơn là cây cụ 2 inch. Bởi vì là cái khối lượng, trọng lượng và phần thép này nó sẽ ít hơn là cái cụ 1.4 inch các bác nhá. Về cơ bản thì nó như thế này, em sẽ đo cho các bác xem một số cái cụ check mà em đang có sẵn đây. Cụ này là cụ 1 inch này, thì 1 inch em sẽ lấy mốc là 10 inch này. Đấy. Các bác thấy chưa, gọi là cụ 1 inch. Cụ này là cụ 1 phần 4 inch này. Đấy, gọi là 1 phần 4 hoặc 1 phần 5 inch thì như này. Đấy. Nó nhanh như thế. Và cụ này là cụ 2 inch này. Đấy. Thì nó như này này, em kể này cho các bác dễ hình dung nhé. Các bác nhiều các bác không hiểu đâu. 750, 850 là cái mã của cụ nó check. Khi các bác đang sử dụng những cái họng kèn, những cụ nó check mà nó như thế này, các bác phải quan tâm nhất là cái cửa thoát này này. Con này là 5.1 cm, 5.1 cm. Con này là chỉ có 2.5 cm các bác nhé. Cái cụ bé này chỉ có 2.5 cm. Và cái cụ to này này thì nó sẽ vào là 3.8 cm. Cái này lỗ thoát là 3.8, cái này là 5.1 và cái này là 2.5. Đấy. Đây là lỗ thoát. Cái lỗ thoát càng nhỏ thì nó sẽ tập trung và giúp cho cái sóng âm nó đi theo một cái định hướng nhỏ. Tức là nó cái củ này các bác không thể nào nắp vào cái họng kèn to được. Củ nào nó phải đi với họng kèn đấy các bác nhá. Củ nào phải đi họng kèn đấy. Củ lỗ thoát 1 inch phải đi cùng với họng kèn 1 inch. Củ lỗ thoát 1.4 inch thì là phải đi cùng với họng kèn 1.4 inch. Và củ có lỗ thoát là 2 inch thì phải đi cùng với cái họng kèn là có lỗ thoát là 2 inch. Thì như thế trên thị trường ấy, cái củ mà có gọi là cái lỗ thoát mà 2 inch ấy, nó được quy vào cái dạng củ loa min tép, min check. Đúng là phải gọi là min check. Mid 2. Đấy. Thì nó sẽ cho cái tiếng trung âm, tiếng lời ca, tiếng hát nó thoáng hơn, tốt hơn là cái củ 1.4 inch kia. Và các cái củ loa mid-ram mà trên thị trường và bên Trung Quốc họ đang có mời chào em ấy, em không dám nhập. Có củ loa mid-ram tức là tần số đáp ứng của nó là có 300 Hz đến 5 ký hoặc 6 ký mà nó đòi 15-16 triệu một đôi củ. Em lạy các thánh, em lạy các thánh mà hàng Trung Quốc thôi. Hàng Trung Quốc thôi, không nói là hàng của châu Âu. Đấy. Còn ý là đua vai côn đấy, mà 15-16 triệu một củ thì em thua. Còn ý thì nó sẽ vào nhiệm vụ là dành cho những dòng loa hệ Poisson nguồn điểm. Mà nguồn điểm lớn nhá, không phải là nguồn điểm nhỏ đâu. Không phải là cái loại loa như các bác xem trên thị trường Poisson như là loại nhỏ đâu. Loại là loa nguồn điểm lớn đó. Chúng ta hay gọi là Homelander, loa hỏa tiễn này, Homelander nó có định hướng kiểu kiểu đấy. Thì những cái củ này, nếu như các bác mà dùng thì các bác phải đúng vào họng kèn của nó, không phải là cái nào cũng lắp được đâu. Mua trên thị trường thì có nhiều người thích lắm. Nhưng mà cái họng kèn của bác, họng to thì lắp được, còn họng nhỏ là không lắp được đâu nhá. Họng nhỏ là các bác sẽ không thể lắp được cái củ chiếc có họng thoát là như này. Nỗ thì bắn như nhau, nhưng cái cửa thoát này nó sẽ quyết định cho âm thanh đi ra. Thay vì là có một cái đáp tuyến thẳng, nếu khớp với nhau, họng kèn và củ nó khớp và hợp với nhau. Nếu như các bác mà độ chế theo kiểu là các bác có một cái đế nối thì các bác phải đúng một đế nối hãng thì các bác mới làm cho cái tiếng nó hay được. Còn không thì tiếng của nó các bác đo đáp tuyến thì nó oan tà vằn như sóng xịt ấy, nhìn trong kinh mà nghe nó khó chịu lắm. Đấy, thực tế là vậy nhá. Củ này thì bên em đang bán 3.050.000 một đôi và bao ship cho các bác côn dây nhôm dẹt cối nhôm. Cố nhôm cái côn dây nhôm rẻ. Cái này thì nếu như sắp tới em sẽ đặt cái họng kèn kìa. Họng kèn có cái loa Poisson kìa. Nếu như đặt được cái họng kèn mà nó có lỗ thoát là 2 inch thì em sẽ lắp những cái củ này vào cái dòng này. Tiếng nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Hiện tại như cái này em đang sử dụng là cái họng kèn có lỗ thoát là 1.4 inch. Đấy.
1.5. Bây giờ anh em thợ người ta đang làm là 1.5 để cho nó rộng hơn tí. Thì nó hơn có 1mm thôi thì nó vào cái này là khá là vừa. Nó hơi rộng hơn tí thôi, nó không ảnh hưởng nhiều. Đấy. Các bác nhá. Còn như cái củ này này thì là củ của Trung Quốc. Củ này thì bên em bán nó có 800 một đôi. Đang có số lượng khá nhiều. Tiếng thì khá là ok. Khá là ok thôi. Côn gì tròn, đắt. Và hai cái củ neo này thì hàng bên em thi thoảng có lấy về được. Gần như là cái hàng này về là chỉ có các bác nào có thích và có đặt thôi thì em lấy về. Hoặc không thì em lấy về em sẽ nghiên cứu vào một số cái mẫu họng kèn của em mà có đặt riêng ở đâu đấy được. Đặt riêng ấy. Có thì em sẽ đặt riêng để cho nó đồng bộ vào cái đồ của em. Em định làm như nào thì em sẽ vào ngay. Thì nó sẽ tốt hơn. Và những cái củ này em sẽ cho ra một cái sản phẩm ở hệ loa mới để cho các bác là đi làm chương trình mà yêu cầu là đánh lại vừa tầm trung vừa tầm xa. Nó kiểu dạng như là các cái dòng loa mà em đang có trên thị trường ấy, toàn tầm trung và tầm xa thôi. Thì nó sẽ khai thác tốt. Còn những củ này các bác nắp vào trong gia đình, cứ đúng họng kèn, cứ họng kèn 5.1 hoặc 5.0cm là các bác nắp được. Đấy. Các bác nhá. Thì trên đây video giới thiệu cũng như báo giá và cái công năng sử dụng của cái củ kèn này. Các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp nhé. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau.